xin chào anh em yêu cờ ngày hôm qua trong trận bán kết giữa quảng đông và hàng châu thì trịnh di đồng đã hạ thủ một đặc cấp đại sư thân bằng với những đòn phi đao mới nhất và độc địa hôm nay trong trận tranh ba 4 trước đại sư đảng phỉ của đội hà nam trịnh lại tiếp tục thể hiện uy vong với một bàn cờ phi tượng mẫu mực với những đòn phi đao mới và đẹp mắt khiến đối thủ choáng váng mời anh em cùng xem trận đấu rất hay này nha trận này được cầm đỏ đi tiên Trịnh Duy Đồng sử dụng lối chơi phi tượng sở trường. Còn bên hậu đảng phì lựa chọn phương án khởi động lộ mã, tức là phương án số 7 theo hình. Tới đây theo chính cuộc thì Trịnh Duy Đồng phải tiến hành đi binh 7 tấn 1 để đề đầu mã. Tuy nhiên anh sử dụng biến pháo 8 bình 7. Biến này là muốn gây ra sự bất ngờ cho bên hậu. Tuy nhiên đảng phì cũng rất chủ động ngay lập tức đóng trung pháo mục tiêu để bắt tốt năm đúng ra lúc này thì theo chính cuộc thì Trịnh Duy Đồng phải tiến hành nhảy mã để bảo vệ tốt đầu. Tuy nhiên anh lựa chọn một phương án ít được phổ biến đó chính là tấn pháo qua ăn tốt ngay. Phương án này mục tiêu là mời gọi cho bên hậu ăn tốt đầu và bên hậu chấp nhận ăn tốt đầu. Liên sĩ. Lúc này thì bên hậu của Đảng Phỉ tiến hành phóng pháo qua mục tiêu để đề quân mã của Trịnh Duy Đồng. Do đó Trịnh Duy Đồng phải tiến hành phát triển lộ xe. Lúc này bên hậu tiến hành ra xe Và Trịnh lên mã để đuổi pháo đầu Buộc pháo phải thoái Tới đây Trịnh mới bình xe vào lộ 6 Để mục tiêu có thể tấn công vào quân mã của bên hậu Để chống đỡ thì bên hậu có hai biến Biến thứ nhất là lên tượng 3 tấn 5 Và biến số 2 được áp dụng trong thực chiến Đó chính là c 9 tấn 2 Vừa bảo mệ mã đồng thời xuất động lộ xe Lúc này thì Trịnh Duy Đồng tiến hành nhảy mã lên trung tâm đây là một nước cờ rất tích cực Tương lai cũng có thể là mã 5 tấn 6 để bắt vào mã của bên hậu Còn về phần mình thì bên hậu tiến hành bình xe ra đuổi pháo Buộc pháo phải chạy vào lộ 3 Tới đây bên hậu mới tiến hành liên sĩ Để vừa phòng thủ trung lộ đồng thời tìm đường cho quân mã chạy Lúc này thì Trịnh Di Đồng tiến hành đưa quân xe số 2 vào trận chiến bằng nước cờ C1 bình 4 là chiến pháp hoàn toàn hợp lý. Còn về phần mình thì bên đảng phì tiến hành liên tịnh để củng cố trung lộ. Đây là lúc mà Trịnh Duy Đồng tiến hành tấn công. Trước tiên anh tiến hành lao mã lên để đuổi mã của đảng phỉ buộc mã phải thoái lui. Tiếp đó anh mới tung đoàn số 2 bằng nước cờ pháo bình qua ăn tốt để tương lai có thể chuyển tàn mà giành ưu thế. Hình cờ ở thời điểm này để chống đỡ theo búc hai cuộc thì bên hậu nên đi nước cờ C8 tân 4 để bắt vào lộ tốt. Lúc này nếu tốt 3 tấn 1 Thì bên hậu sẽ có thủ đoạn là Nhảy ma lên đuổi pháo Trong trường hợp pháo ăn qua tốt Thì bên hậu sẽ tiến hành C8 bình 7 đuổi pháo Trường hợp pháo chạy vào lộ 4 Thì sẽ tiếp tục bình xe vào Hình cờ diễn tiến tới đây Thì bên hậu vẫn hoàn toàn có thể Chiến đấu được với bên tiên Chúng ta hãy quay trở lại với thực chiến của ván đấu Đây là thời điểm vô cùng quan trọng Và then chốt Lúc này bên hậu tiến hành nước cờ pháo 2 bình 1. Đây là một nước cờ không được mạnh bởi vì lúc này bên tiên sẽ có thủ đoạn là nhảy mã lên đuổi pháo, dụ cho bên hậu cắm pháo xuống. Tới đây thì các bạn quan sát hình cờ có thể nhận thấy bên tiên đang có hai quân pháo tấn công trực diện vào cái lộ tịnh của bên hậu. Vấn đề bây giờ là phải tấn công vào quân tịnh 5 và không có nước nào hay hơn bằng nước cờ mã 6 tấn 5 anh tịnh. Lúc này nếu mà bên đảng phì tiến hành tượng 7 tấn 5 thì sẽ bị sát cục ngay. Do đó, trong trường hợp này thì bên đảng phì chỉ còn một nước cờ duy nhất đó chính là pháo 5 thoái 2. Và chỉ chờ có vậy bên Trịnh Duy Đồng liền tiến hành pháo bình qua ăn tốt vừa phục sát cuộc đồng thời bắt cứ lại cây buộc bên hậu của đảng phì phải tiến hành pháo 5 bình 7 và Trịnh tiến hành ăn pháo. Lúc này, đảng phì tiến hành ăn lại pháo buộc Trịnh phải tấn xe lên đuổi pháo Hình cờ tới đây thì bên tiên đang có thủ đoạn đuổi quân pháo lộ 7 và quân mã lộ 1 của bên hậu. Còn về phần mình thì đảng phì chống đỡ cũng rất tích cực bằng nước cờ xe tân chiếu buộc trịnh phải thoái sĩ. Chỉ chờ có vậy đảng phì tiến hành pháo tân 1. Mục tiêu của đảng phì là tương lai sẽ pháo 7 bình 9 để tấn công vào đường đáy. Tuy nhiên trịnh Duy Đồng là một đại cao thủ rất giả dơ. Anh không vội ăn mã mà tiến hành xe thoái 1 buộc bên hậu lại phải tiến hành thoái xe và trịnh tiến hành thoái tượng vừa rồi đều là những nước cờ rất mạnh và chuẩn theo bút khai cuộc của trịnh duy đồng có thể nói quân xe và pháo của uh, bên đảng phì lúc này đã bị quân xe lộ 6 của trịnh duy đồng cô mặt khác quân mã của đảng phì lại đang nằm trong mồn quân pháo lúc này thì trong thực chiến thì bên đảng phì tiến hành lao xe qua mục tiêu bắt vào lộ tốt và tất nhiên là trịnh tiến hành ăn mã Tới đây đảng phì ăn tốt Và trịnh tiến hành cắm pháo xuống Trịnh Duy Đồng đang phục một thủ đoạn hết sức là âm mưu Bằng nước cờ C4 bình 6 Phối hợp hai xe và pháo để đánh đoàn sát cục Nhận thấy thế cờ không thể chống đỡ Do đó đảng phì tiến hành buông cờ Vậy chúng ta hãy xét lại trong trường hợp này Giả sử bên đảng phì không lao xe qua Mà tiến hành chạy mã thì sao Thì lúc này bên Trịnh Duy Đồng sẽ có thủ pháp hết sức hay đó chính là pháo 9 tấn 1 bắt chết quân pháo của bên Đảng Phỉ đồng thời các bạn quan sát là sau khi bắt pháo thì bên Tiên sẽ còn hai xe pháo mã còn bên hậu lại còn hai xe hai mã tuy nhiên bên hậu lại bị què tịnh do đó thế cờ của bên hậu là bị lép bởi vậy mới thấy trận đấu này thì Trịnh Duy Đồng cũng thể hiện một khả năng khai cuộc vô cùng hay và độc đáo của anh đánh cho Đảng Phì một trận đấu thua tâm cục cổ phục. Vậy vấn đề đặt ra là nguyên nhân vì sao mà Đảng Phì lại thua một cách chóng vánh như vậy? Thì qua ván đấu các bạn có thể thấy, Trịnh Duy Đồng ở ván đấu này thể hiện một trình độ khai cuộc vô cùng điêu luyện. Anh đánh những nước cờ rất mạnh và chuẩn theo bục. Mặt khác, chúng ta xem xét thêm về hình cờ ở giai đoạn này. Đây chính là giai đoạn then chốt của ván cờ. Trong thực chiến thì Đảng Phì tiến hành bình pháo qua biên. Là bởi vì anh nghĩ rằng mình đang có pháo đầu Lúc này thì buộc bên tiên người ta phải chạy mã Và anh sẽ cắm pháo xuống Tương lai anh sẽ cắm xe để đánh đoàn sát cục Nhưng anh không biết rằng tất cả các biến trên Trịnh Duy Đồng đều đã có thẩm qua Và trong thực chiến thì tới đây Trịnh Duy Đồng rất nhanh chóng Đánh trực diện vào điểm yếu trong hình trận của bên hậu Bằng nước cờ sấm xét mã 6 tấn 5 sau nước cờ này thì thế trận của bên tiên là hoàn toàn ưu thế và bên hậu bị lép cường nặng và rồi Kết quả thì Trịnh Di Đồng đã giành chiến thắng. Đây là một trận chiến rất hay của Trịnh Di Đồng với thế trận phi tượng và lối đánh cũng rất hay và đặc sắc. Và với lối đánh này chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu và áp dụng trong thực chiến của chính mình. Các bạn thấy hay thì ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở trong các video sau.